mở hộp. Một cái len rất chất lượng. Đây là anh Phan Việt Bình. Tổ này là nhiều cấp luôn. Đấy, đây, đây, đây. Cả này. Cả này. Rất hồi hộp. Nhìn rất máy á. Quá kỹ ha. Không biết nó có gì trọng. Giống như bệnh quà 8 tháng 3 mà. 8 tháng 3. Quá kỹ dưới trọng. Tích tích video này đăng lên rút quá. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Lừa đảo vậy. Ừ. Cái này là cái gì? Cái này là cái hấp. 500.000. Wow, hấp vô. Hút. Đây là hút Konica. Ừ. Ừ, cái này xịn rồi. Chúng tôi có một cái. Quá ngon. Cảm ơn nha. Ok. Đây ta. Cái hộp là siêu phẩm. Đúng. Cáp trước xin luôn. Cáp zin, cáp sau zin luôn. Konica zin. Konica 28305 đời 2. Hấp trước. Ừ. Wow. Đời 2 nha. Ừ, đời 2 ha. Bảy số kính nha. Ồ. Rồi. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em món quà, cảm ơn anh em với món quà sinh nhật nha.